Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2018, thứ sáu tuần thứ nhất thường niên. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha và nói với người rằng: nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông. Vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua để xét xử chúng tôi như tất cả các dân tộc khác. Lời ấy làm cho Samuel phật lòng vì họ đã nói: ông hãy cho chúng tôi một nhà vua để xét xử chúng tôi. Samuel cầu nguyện cùng Chúa, và Chúa phán cùng ông rằng: ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi mà khinh bỉ ta, để ta không còn cai trị họ nữa. Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi. Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người thì chỉ huy 1.000, người thì chỉ huy 50 binh lính. Kẻ thì cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế 1/10 vào mùa màng và vườn nho các ngươi để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ, trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế 1/10 vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn. Nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua. Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel và nói với người rằng: không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác. Nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi và sẽ đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe tất cả những lời dân nói và thưa lại cùng Chúa, nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: người cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Phục thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa họ tiên thân trong ánh sáng nhan ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa và tự hào vì đức công minh ngài. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuận chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về đấng thánh của Israel. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tung đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất tọa do 4 người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng
chiếc chõng với người bắt tội xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bắt tội rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bắt tội này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, đàng nào dễ hơn. Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất tội: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến anh ấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Niềm tin là thái độ căn bản của cuộc sống người Kitô, và hồng ân cứu độ tùy thuộc vào mỗi người có đặt hết niềm tin nơi Chúa hay từ chối đón nhận. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nền văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhất là về lĩnh vực âm thanh và hình ảnh. Con người hầu như thích cảm nhận những gì mắt thấy tai nghe. Vì thế người ta lao vào lối sống hưởng thụ thực dụng, còn niềm tin là chuyện khó hiểu xa vời. Nhiều lúc con cũng vậy, cứ mỗi lần đến dịp lễ trọng, nhà thờ trang hoàng rực rỡ, tâm hồn con là cảm thấy sốt sắng, phấn khởi, tưởng như niềm tin mà lòng trông cậy đã đặt trọn vẹn trong tay Chúa. Nhưng Chúa ơi, rồi dịp lễ qua đi, còn lại là chuỗi ngày sống bình thường. Hằng ngày phải bong chen, phải vật lộn vất vả giữa những khổ đau, bên cạnh những bệnh tật và hoàn cảnh sống, con như mất niềm tin, tâm hồn chao đảo, chán nản và thất vọng. Đôi lúc con cũng tỏ thái độ như những kinh sư, không tin vào quyền năng Chúa. Tuy không dám công khai phủ nhận, nhưng con âm thầm buông xuôi cho trần gian lôi cuốn, đến nỗi không còn nhận ra lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, chính niềm tin mãnh liệt đã soi sáng trí khôn, giúp người ta có sáng kiến mang người bất tội đến với Chúa bằng cách bất thường, từ trên mái nhà xuống. Ước gì với niềm tin, không có gì ngăn cản được con đến với Chúa dù trong hoàn cảnh đen tối nhất. Lạy Chúa, trước lòng tin của những người đưa kẻ bại liệt đến với Chúa, con nhận ra niềm tin mình thật nông cạn. Xin ban cho con một niềm tin đích thực, để cho dù con có bị bại liệt về vật chất, thể xác, thì niềm xác tín và lòng kể trong vào Chúa vẫn không thay đổi. Amen. Trích Cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.